Xin chào chú bác mình nha. Hôm nay ngày 8 tháng 3 nha anh em. Mình là Dương Đen, quý anh em video bao gồm 28 mã hàng. Giá hôm nay là em được cho nó giảm rất nhiều nha. 100, 200, 300, 400 mình giảm rất là nhiều trong đây. Đó thì quý anh em mình tranh thủ có xe mua được gì thì cứ mua nha. Thì muốn mua hàng á thông lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035 em tin nghiệp nha anh em. Tất cả giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi, em không chốt đơn YouTube và cũng không có ngồi bình luận YouTube. Anh em lưu giùm em. Về phí ship thì mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền hai đơn em sẽ được, anh em sẽ được bao ship hoàn toàn nha. Một đơn thì chịu tiếp em là 30.000, thiếu bao nhiêu bù vô. Về cái phần ship thì em sẽ hỗ trợ cho anh em là ship nhanh, anh em cũng đừng có sợ là mình ở xa ở gần thì ở đâu không quan trọng nha, 30.000 thôi. Rồi tiếp tục lên anh em, mình mã đầu tiên là một cái bao cần nha, bao hàng Ryobi, hàng của Nhật luôn anh em. Bao dài 1m2, bao cần máy nha, có bụng chứa máy nè, hai ngăn, một ngăn chính nè, một ngăn phụ đây nè, ngăn chính nè, dây kéo là hoàn thiện hết anh em, dây kéo dây đeo là hoàn thiện hết, không có gì hết. Cái bao này mã số 1 cho bác này, mình giá có 300 thôi anh em ơi. Mã số 1 giá có 300.000 nha. Cái bao này có 4 5 lốp anh em, dày lắm. Tiếp tục anh em, mình cái sút lở nha, cái này hàng carbon nó mất một lúc đích nha anh em. Lúc đích dặn cái này bị mất rồi anh em, mình về mình coi mình tiện lúc khác mình gắn lại. Cây này nó dài của mình là cứng 15 nha anh em, hàng carbon, cây này hãng của China sản xuất nha, một màu trắng sữa. Cây này thì bắt máy hãng, khoan hãng nha, cứng 15 và 3m6 đây, một cây sút lở. Bắt máy hãng khoan hãng là không hư không nứt anh em, mặt phôi đẹp lắm. Phôi màu trắng tinh luôn anh em, trắng sữa, trắng tinh tương luôn. Tiếp cái nó mất đúng đích nha, cái này về thì mình tiện nút cao su khác mình gắn vô lại giùm em. Cứng 15 và 3m6 hoặc về hạ tay quấn cũng ngon. Cân nặng của mình là 262g, ngọn của mình 2,5 ly. Cái này mã số 2, bán này mình giá là 300.000. Mã số 3 là cho anh em mình là cái cán vợt nè, một cái cán vợt carbon nha. Dưới đít này nè anh em, nó có quấn thêm băng keo đen để nó hỗ trợ nút đít đó, nhiều khi nó giọng mạnh quá nó văng nút đít nó sợ nè, nút đít mình còn nha. Cái này dài 4,5 m, hàng in Korea, hàng carbon nha anh em. Một cái cán vợt. Cán vợt carbon 4,5 m có chạy xước nha. Có chạy xước đây nè, nhưng mà không có dập nứt nha, cán vợt carbon. Ren của mình là 11.5 nha anh em. Cây này mã số 3, bán em mình giá cũng 300. Tiếp mã số 4 là như mình, đây là cần ISO khoan nhỏ, cây này không có Suzumi nè, bắt máy đời mới nè. Cây này thì nó hơi dơ ha, hơi dơ hơi cũ và có chạy xước nha anh em, đọt 2 và 5m3 nha. Một cái ISO khoan nhỏ, hàng carbon, hãng của Suzumi, hàng xuất Nhật nha. Bắt máy Fuji, tất cả mình khoan Fuji hết luôn nè. Đây phôi mình đây, phôi có chạy xước nha anh em. Phôi thì nói chung là nó không được mới nha anh em, phôi có chạy xước nha, phôi hơi dơ cũ cũ nha anh em. Đọt 2,5m3, giá bán có 300.000 thôi, cân nặng của mình là 237g, ngọn của mình là 1,2 ly. Mà số 4 bán này mình có 300 thôi nè, rẻ hơn cây cần phíp nữa. Giờ anh em mua mấy chỗ khác thử cái còn phíp fan Fuji nó bán cho anh em mình thử bao nhiêu biết. 350-400 không? Đây em cái carbon bán em mình giá 300, rẻ phíp. Tiếp đi anh em mình cái lưu rút cho anh em. Một cái lưu rút thì cắn mút anh em nhìn thấy nè, nó lăm nằm giống như cái mà mặt rổ vậy anh em. Về mình coi mình lấy giá mình đánh lại hoặc là mình kiếm bằng con mình chùm lại cho nó đỡ rổ nha. Cái lưu rút tem vàng nội địa đây nè, tem vàng nội địa Nhật nè. Fan của mình là fan Fuji đá xám. Hãng của Alpha Techco nha, một cái lưu rút. Thu gọn mình 20, thu gọn của mình có 38 cm thôi anh em. Một cây lưu rút máy đứng dài 5,6 rồi dài 1,68 nè, lưu từ 5 đến 15g, tải cá từ 4 đến 10 là bao hàng carbon made in Korea nha nè, size ML nha, carbon. Phô của mình đây nè, cái nước sơn của nó cũng nó bị nọp bong bóng nè, thấy không? Ngọn to nha, ngọn 2 ly nha nè, thu gọn có 38 cm thôi, dành cho anh em bỏ cúp xe, bỏ túi quần chống vợ nha. Cân nặng của mình là 99g, ngọn 2 ly. Mã số 5 bán em mình giá 400.000. Tiếp lên như mình cái này, cái sút carbon cho anh em, cái này cũng mới tin anh em. Hàng made in China nha, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật anh em. Phiên bản limited đó nè, hàng Trung Quốc mà bản limited được nữa. Và 4m2 nha anh em, mới tin nè, một màu đỏ tươi nha. Sút carbon, bắt máy hãng, khoan này khoan Fuji nha, cứng khoảng 25 và 4m2. Đây khoan của mình là khoan Fuji nha anh em. Không phải nha, chỉ có cái fan đề ba là fan Fuji thôi nha, mấy cái fan trên này là fan hãng nha anh em. Rõ ràng nha, em coi ở đâu đó rõ ràng chứ không có nói bậy nè. Cái fan này fan đề ba là chứ cũng được, nguyên cái đề ba Fuji thôi, còn lại là fan hãng, bắt máy hãng nha. Trời, có màu đỏ tươi luôn rồi, mới tin anh em, còn mới lắm nha, một cái màu đỏ tươi đỏ quyết luôn. Sub carbon nha, 25 4m2, cân nặng của mình là 462g, ngọn của mình là 2,5 ly. Cái này mã số 6,
ai học phong thủy cái này thì lụm như anh em giá có 500.000 thôi, một cái súp carbon bán của chú bác mình giá là 500.000 nha. Ai học phong thủy màu đỏ tươi luôn á thì lụm cái này đi câu bao mớp. Tiếp mình nhìn cây dây trong hai khúc hàng carbon nha anh em, dòng holder boson là bắt mắt Fuji tem vàng nè, dơ nha, cây này dơ thôi chứ cây này còn đẹp lắm anh em, bám bụi dơ nha. Một cây dây trong hai khúc hãng của Ryobi nha anh em, bắt mắt Fuji tem vàng, độ cứng của mình cứng cao nha, cây này hai khúc và 2m7, độ cứng cây này cứng tầm khoảng 80 nha anh em. Chỗ này là chày nè, chỗ này chày nè đó anh em, lấy một cái phôi hai khúc 2m7 nè, về mình câu ngông có tra hoặc là mình đánh lùa đánh gì đó ha, cứng tầm khoảng 80 nên anh em câu cá tra cũng được, câu ngâm lăng xê cũng được, mà anh em làm cần lua cũng được nha. Lên bộ phen này quên, mua bộ phen từng trăm ngoài ngày câu được anh em. Cân nặng của mình là 275g, cái ngòi hiện tại của mình là 3 ly. Cây này mã số 11 bán với chú bác mình giá là 500.000. Tiếp cây này là cây rút, cây này đã qua nha anh em, cứng 53m5 nè, dành cho anh em mình câu quấn lăng xê đâu nè, hàng cũng đây qua made in Thái Lan nha anh em, sản xuất tại Thái Lan xuất Nhật nha, cứng 53m5, cây rút dây trong bắt máy Fuji đeo qua chính hãng fan Fuji nè, nó có cái lớp keo bóng chỗ cái khuôn chân khoan này nó bị lỗi nè, nó kiểu nó chưa khô mà ai lấy tay bóc vô kiểu như vậy nè, rồi nó quằn 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 bệnh vậy thôi đó. Tất cả fan Fuji hoàn thiện hết, riêng nguyên bản không lỗi lầm gì, cứng 53m5 này, thấy vậy chứ mấy cây này này bị câu lỗ rồi, nó trâu bò cực kỳ luôn á, đặc biệt là câu qua hàng rào của ông hàng xóm, rồi tọt qua câu hàng rào, câu chạm hàng rào sớm mà đúng bài luôn. Cân nặng của mình là 317g, ngọn của mình là 2 ly 6 2 ly 7, cái mã số 8 bán mình giá là 500.000. Tiếp đi nên mình cái này cái sút lở nha anh em, nó cũng vậy nè, nút đít nó còn mà nó bị bể cao su với đít rồi nè anh em, có không nè, nút dẫn nó còn đây mà nó bị bể đây thôi, về anh em tự xử lý lên nha. Cái sút lở cứng 20 và 3m9 nha, sút carbon Fuji Power carbon sắn, bắt máy Fuji fan Fuji nha, hãng con Tactic Enjoy, mấy này là dính băng keo, về mình lột ra hết. Phôi này còn đẹp đấy nè, phen của mình là tất cả đều là phen Fuji, có nước phen nhỏ nè, có một phen nước ẩn tí xíu nha nè, phôi carbon còn khá là đẹp, có trầy xước, có trầy xước ở đây không, mặt này thì đẹp tuyệt vời nè, trầy xước chút xíu cho đó thôi. Đó, về anh em mà quấn quấn lục đầu cần, quấn lăng xê cũng được, hoặc là về hạ tay cũng được nha, cứng 23m9. Cất đặt của mình là 285g, ngọn của mình là 2 ly rưỡi, cây này mà số 9 nha, bán này mình giá là 400.000 nha nè. Tiếp đây cho em mình cây này kẹp ply nha, kẹp ply 4 khúc, kẹp lùa ply 4 khúc nha, carbon sắn còn mới tinh nè, cây này hãng của thằng gì đây nè, không rõ lắm nha, dài gần 2m3,6 rồi, dài gần 2m3 nha nè, thông số của nó là 34 nè, tem vàng đây. Cái kẹp ply toàn cái cần hệ của nè, cây nào cũng mắc tiền, không có rẻ đâu, và siêu nhẹ luôn, dành cho em mình chuyên lùa xuống nha, 4 khúc, hoặc con này muốn đậu UL thì lấy cái này nè, coi 4 khúc về đậu UL. Rồi, cân nặng của mình chỉ có 56g thôi nha, siêu nhẹ luôn, ngọn 2 ly. Mà số 10 bán em mình giá 500.000. Tiếp lên như mình đây là cái cần tay lóng dài, như em cây này thì không nguyên bản nha, nó đổ rồi cái gốc của cây khác nè, còn mấy cái lóng trong này là lóng của cây khác nè, anh em lưu ý giùm em nè. Đó thì anh em muốn kiếm một cây mà tầm khoảng 7-8m mà quýnh xa bờ đó, giá rẻ thì anh em chơi cái này, cái gốc có độ khác anh em, mấy cái lóng vẫn lóng của nó nè, cây này tầm khoảng 5-6h anh em, cái chỗ này nó có quấn đầu chỉ nè, hỗ trợ đó nè, nó chỉ có cái gốc thôi, cái gốc của cái khác thôi, hoặc là về anh em muốn trả lại zin của nó thì anh em bỏ cái gốc này, anh em làm một mục đích khác anh em câu lại. Ngọn cây này của mình 1 ly 2 nha anh em, tầm khoảng 5-6h, dài chứ tầm khoảng 7m rưỡi 8m gì đó, em chưa đo thực tế nha, nhưng mà trong khoảng đó thì anh em quý cây quýnh săn hàng xa bờ giá rẻ thì chơi cây này, bán anh em mình giá 500.000 thôi. Cân nặng của anh em mình là 459g, anh em lưu ý nha, cái nút đít dưới này nó bị mất nè, bị bể nè, thì về mình có thể mình bỏ cái lóng gốc này bỏ, hoặc là mình đổ nít là sử dụng. Mã số 11 500.000 nha anh em. Tiếp là cho anh em mình cái này, cây này là cái phôi cần ISO hạ tay, cây này hãng của Siêu Star hàng nội địa nha anh em, sắn sợi keo láp nha, sợi keo láp và sợi sản xuất áo giáp chống đạn nè, đây ha, Siêu Star hàng nội địa là sắn sợi keo láp, cây này dài 4m5, đọt 1.5, thì cây này anh em hạ tay nó tầm khoảng 3h rưỡi 4h cho anh em, nó sống hai da, phô cũng còn rất là đẹp anh em, không xấu đâu. Đó, cây này cây ISO hạ tay thì phôi ISO thì nó sẽ khỏe gấp mấy lần phôi cần tay anh em mình á. Đó, thì anh em mà hai quýnh bạo lực, quýnh dạng tay đó thì anh em mua mấy cây ISO này về hạ tay đánh, nó khỏe, nó trâu bò hơn cây cần tay nhiều nha nè. Ngon này ngon 1 ly 1 nè. Cân nặng của mình là 144g, mã số 12, bán cho mình giá là 600.000 rồi nha. Tiếp là như mình cây này cây ISO khoan nhỏ, cây hàng Shimano, cái phôi của nó nhỏ xíu nè, nhỏ không tay nữa nè, mới tinh, bắt máy Fuji nha, đột 1.5 dài 4m, cây này hàng made in China nè, made in China thì nó có định vị ngọn nè, tem vàng xuất Nhật nè, ISO Holiday,
sàn Shimano luôn, đọt 1.5 dài 4m. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Coi cũng còn đẹp quá trời anh em, coi đẹp mới tin nè. Nè, made in China thì cái ngọn sẽ có định vị anh em thấy không? Còn mấy kiểu Indo á là cái ngọn không có định vị. Anh em dễ phân biệt lắm, em bán nhiều nên em biết. Cân nặng của mình chỉ 132g thôi, ngọn của mình là 1.3 ly. Cái gốc của mình chỉ có 17 thôi nha anh em, cái này mã số 13. Bán anh em mình giá 600.000 nha. 30 giây. Bay mất các cây này. Tiếp lên như mình cây này nha, cây này cây ISO Nissin nha anh em. Nhưng mà cây này thằng Nhật nó đổ gốc trúc đẹp quá anh em ơi, nhưng mà dạng quấn siêu cảm giác nha. Nè, cái gốc trúc thôi là ăn tiền anh em. Nè, một cây này hàng của Nissin mã 6 nha anh em. Nó dẻo quẹo quá anh em ơi. Em nói trước nha, cây này rất là dẻo. Đó, anh em rút ra có thể anh em kéo cong hình chữ cờ á, nhưng nếu mà anh em câu con cá nó chừng khoảng một lạng thôi là anh kéo có thể cong hình chữ O đó, để anh tư vấn cho anh em về để anh em biết nha. Nó là rất là dẻo, nó dẻo quẹo, nó cong như nè, quẹo như nè. Đó, ui chú bác mình quấn văn nghệ giải trí siêu cảm giác lấy cây này, nó là fan xích. Phôi là phôi Nissin fan xịn. Đổ gốc đẹp quá, hoặc là mình về mình sưu tầm cũng được anh em. Ha, 3m6 nó nguyên bản như thế này. Nó phải nó chừng đọc số 2 số 3 là bán ngon quá. Ha, một cái Nissin 3m6 siêu cảm giác. Cái lóng của nó siêu siêu à. Cân nặng của mình là 142g, ngọn của mình là 0.8. Rồi cây là mã số 14 nha anh em. Bán này mình giá là 600.000 nha. Đó anh em chú bác mình muốn trải nghiệm một cái cần mà nó là quấn siêu cảm giác thì lụm cây này, giá 600.000, giá rất là rẻ nha. Cái gốc trúc đẹp quá. Tiếp đó cho anh em mình cây này, đây là cái cần hai khúc nha. Hai khúc hàng carbon full hộp luôn nè, nhưng mà nó bị mất hết cái đầu hộp nha, nắp đậy đầu hộp bị mất rồi. Cây này hàng carbon rod nè. Đó, hàng carbon rod nè, cứng 30 và bọng 1.8 nha anh em. À, mà giật 1.8 hai khúc nè, thu gọn 96 cm, nặng 203g, cứng từ 20 đến 40. Thì cây này cứng 30 1.8, giá 12.000 yên nè. 12.000 yên thì anh em tính sơ sơ đâu đó nó cũng 2 triệu anh em, không rẻ đâu. Fan của mình là fan Fuji phản quang hết nha, cần cũng mới tin. Bon. Nên không, mới tin. Hai khúc 1.8 bắt máy Fuji tâm vàng, fan của mình là fan Fuji phản quang, 30 1.8. Rồi thì cây này mã số 15 bán anh em mình 600.000 thôi nè. 2 triệu bán 600 thôi được rồi. Vừa tầm chơi tiếp lên như mình, đây là cây cần tay chọn máy nha anh em. Cây này hàng có thằng Shimano nha, nguyên bản của này là có được cần tay anh em. Cây này Olympic nhưng phải Shimano nha, Olympic hàng đời đầu nha, nguyên bản của nó là cần tay. Thằng Nhật nó đổ thành cần tay chọn máy, nó khoét cái lỗ này thế nào, khoét cái lỗ để nó luồn dây trong đi á, 4.5 nha. Cây này tầm khoảng 4h nha, rất là nảy. Hàng Olympic mấy cái phôi là phôi trâu bò nè, có sờn có dơ, phôi nguyên bản hết nè. Nè, lên tới cái ngọn này nè, đục cái lỗ trên ngọn nó chỗ ra nè, em không biết nó câu cái đất gì đó, không biết. Thì về thôi, bỏ hết đi nè, mình làm cần tay đi cho nó xịn hơn. Cây này 4.5 tầm khoảng 4h hơn nha em. Cái ngọn của mình nè, ngọn biết to luôn nè. Nè, ở giữa này nó chỗ một cái lỗ ở đây nè, không biết nó xỏ dây kiểu gì vô đây nè, nghe thấy không? Đó, vẫn còn phen nè, nó luôn cái này. Thôi về mình cắt hết đi nè, mình làm cần tay quấn cho nó ngon. Cái ngọn này 1.2 ly nha, cân nặng mình 180g. Mà số 16 bán em mình giá là có 600.000 thôi em. Tiếp là cho em mình Ikeda. Ikeda này đã quá đã anh em ơi. Ikeda này 2m1 này nè. Ikeda 2m1 càng carbon nha. Đẹp lắm, mà cây này cây giống như hàng nghệ nhân, giống như con Sakura vậy nè. Nè. Đó, này thấy cái ngọn không? Nè, có cái đồ cắm chân ngọn nè. Nó giống như Sakura vậy nè. Ha, fan là fan này luôn nha. Fan tròn dẫn nha, chứ không phải là fan dây chì nha anh em nè, ngọn nguyên quản nha. 2m1 Ikeda hàng carbon. Đó, cắt vô đây. Cây này mã số 17 nha anh em, bán anh em mình giá là 700.000 nha. Mã số 17 giá 700. Tiếp là như này mình cây này, cây hai chi hai khúc hai ngọn, cây này đẹp quá trời đẹp nè. Cái cây này nó mắc tiền lắm nha anh em. Cái cây mà làm mặt trúc này nè, cái này siêu mắc tiền luôn á. Mà tiếc một cái em cũng không biết lý do gì sao mà nó là mắc máy này, nó tháo ra nó quấn lại y chang luôn, em cũng không hiểu nữa. Nó làm chi cho xấu thiệt chứ. Anh em thấy không? Nè, rồi thêm về coi mà xử lý bắt máy là đẹp nha, còn là nguyên bản nguyên zin hết, fan là fan phản quang hàng Olympic nội địa. Em nói nha, cây này là mắc tiền lắm này nè, đáng để anh em mua chơi sưu tầm nha. Dài 1m8, hay chi cứng là một ngọn cứng 20, ngọn cứng 30 nè. Không, ngọn cứng 30, ngọn cứng 60 nha. Hai ngọn nha, ngọn 30, ngọn 60 luôn. Trên đây nó có ghi nè. Đẹp lắm. Chi tiết trừ bắt máy thôi, bán này mình giá 700.000. Ai nhanh tay thì lụm. Cân nặng của mình 187g. Một ngọn 2 ly, ngọn 2 ly 2.
mã số 18 700.000. Tiếp anh em mình cây lua mực nha em. Một cây lua mực mấy ngàn, fan composite nè, hãng của Misaki. Hãng này mắc tiền lắm, cây nào cũng mắc hết, không có cây nào rẻ cho anh em. Misaki 3 khúc nha, dài 3 m. 3 khúc dài 3 m nè, thông số mực nè 2.5 đến 4 nè, action 6.4 vậy nè anh em. Nói chung là cây mấy ngàn lua mực cho anh em, tất cả fan composite, đầu bu chống sắn nè, fan composite lower. Bộ khoan thôi là nó muốn dư tiền anh em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 19 20 khoan, 21 khoan khu xích nè. Tất cả fan khu xích nha, cho fan thường nha. 21 fan khu xích là dư hai bộ khoan anh em vẫn cần lua nè. Đó. Khỏi tính phôi cho anh em, bộ khoan anh dư tiền rồi nha anh em. Mấy ngàn giờ chơi em chơi vậy anh em mình, cái này nó dành mình quấn cá tạp, quấn cái gì cũng được đó nha. Cái gì cũng ngon cũng lợi chứ. Cân nặng của mình đúng 200 g, ngọn của mình là 1.6. Cái này mã số 19, bán em mình có 800 thôi. Kiểu gì cũng mua. Tiếp lên như này một cây rút nha. Cây này chuyên quấn cá chép nha anh em, cá chép cá mè đâu. Một cái Shimano. Cái Shimano rút nha. Cái cây này thuộc cái dòng cần đời mới này nè. Có chạy xước nè. Có sòn, có chạy xước. Một cái Shimano bắt máy Fuji Shimano chính hãng nè. Nếu nào mấy cây này mắc tiền lắm nè. Hàng Indochina nha, cứng 23.6 nha anh em. 23.6 Shimano hay Yasio. Có sờn nè, có sờn, có chạy xước nè. Mà anh em nhìn xa anh em không thấy đâu, nhìn gần mới thấy. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Đầu bu là Busit nha anh em. Bu này là Busit, fan của mình là fan Fuji của này. Đó, phôi là mồi phôi carbon, là sơn nhám nè. Nào, mấy cái phôi Shimano đời mới là toàn là phôi này không anh em. Hỗ trợ ngọn này, ngọn này ngọn sơn giả quang anh em hỗ trợ đó. 36 nha, nó cây này về quấn chép cái phê nè. Cân nặng của mình 176 g nha, ngọn của mình 2 ly. Mã số 20 800.000 à. Tiếp đây là mình cây này, cây hai khúc siêu bạo lực cho bò nha, fan Fuji phản quang, hàng của Suzumi. Anh em nhìn thấy này thì nó hơi dơ nha anh em, hơi dơ và nó có chảy xước nha. Hơi dơ và bụi bẩm nè, bắt máy Fuji carbon cứng 320m4 sóng 2 da. Nha, 320m4 tất cả mình fan biển hết, fan Fuji biển hết, chân quỳ hết nè. Sóng 2 da luôn, phôi thì anh em nhìn vô là thấy nó dơ cũ liền. Nó dơ nhiều hơn cũ nha, cứng 300 và 2m4. Cân nặng của mình là 499 g, coi như 500 g đi nè. Ngọn của mình là 1 2 3 4, ngọn 4.4 nè. Cây này mã số 21, bán em mình 1 triệu, cá tụt quần luôn. Tiếp lên cho em mình cây này, cây này là cây ISO phen lớn cho em, cây hàng nở T Hyperloft phôi xanh nè, cần quyền thổi cho anh em mình nè, đặc biệt là phen lớn nha, nó có cái chạy nước sơn cho nền tiếp. Đọt 4.5-3 hàng Indo nha em. Hyperloft phôi châu bò nè, anh em là muốn hạ tay với phôi cho bò nên lấy cái này, tất cả là fan Fuji hết nè, không lỗi không nứt không hư fan nào. Phôi rất đẹp nha, cái cần khi blog phôi xanh điện thoại này. Hàng của NT này nè, giá giờ nó bèo lắm nè, bán cho anh em mình dịp 8 tháng 3 này, bán anh em mình giá 1.3 triệu. Mã số 22 giá 1.3 triệu, cân nặng của mình là 315 g, ngọn của mình là 1.8 ly. Mã số 22 1.3 triệu nha nè anh em, về hạ tay thì cái này siêu đỉnh luôn, về quýnh cân mọi loại cá dịch vụ luôn. Tiếp anh em mình cái sub leader này nè, một cây Shimano sub leader 405 dx, là cứng đĩa từ cứng 27 và 4m5 hàng Indo nha. FV một cái phôi xanh Shimano sub leader bắt máy Fuji nha, tất cả một fan Fuji hết nè, không hư không nứt fan nào, carbon. Với cây này phôi cũng còn đẹp quá anh em, nó cũng có chạy xước lâm tâm đi ti, phôi thì mới tinh nè, định bị khoen đặc trưng của sub leader nè. Rồi, DX quấn tầm khoảng 27 ở tầm khoảng 25 30m quay đầu. Cân nặng của mình là 400 g. Ngọn của mình là 2.5 ly. Cái này mã số 23, bán cho mình giá 1.5 triệu nha. Tiếp là như này mình cây lua, thôi cây này bán rẻ cho nên mình chơi luôn. Một cây lua cắm gốc nha anh em. Cái gốc nó bằng 1/2 ngọn nha. Một cây lua anh em vừa quấn lua vừa quấn zít được nha anh em. Một cây Shimano Watt, cây này mắc tiền lắm. Thấy không? Tất cả mình fan xích ba chân hết nè. Phan xích nòng súng hết, phan ba chân hết, mấy cây này về nó cầu thiên thu biết nào hư nổi. Thông số lua mình đây nè anh em, nó dài là dài 2m4 nha, 8.2 là dài 2m46-45 anh em. Nó lua được từ 18 đến 80 g, tải cá tới 30 là bao, đã cá là 15 kg. Phan của xích cây Shimano Boat nha anh em, mình mua cây này về chơi anh em, nó đáng đồng tiền bát gạo nha, hàng nguyên bản nha. 8 tháng 3 bán cho anh em mình sale giá 1.6 triệu. Cân nặng của mình là 444 g luôn, ba con số 4 giá 1.6 triệu. Cây này là giá siêu rẻ nha. Ngọn của mình 2.7 2.8 nha. Cây này mã số, mã số mấy mục tiêu rồi trời. Mã số 24 bán anh em mình giá 1.6 triệu nha. Hôm mua cây này là uổng lắm anh em. Và tiếp đây anh em mình cây này cũng vậy nè.
một cây Shimano Aigot nè, 8036 nè. Hôm trước anh nào mua cái cây trong cái bao á, trong bao cây thì đẹp hơn nhiều. Nó không số y chang nè, cây Shimano Aigot nè, dòng Motion nè. Thông số cũng 8036 luôn, cây kia mất 2,5 triệu nữa. Thì anh em nào muốn cây kia không kịp có thể mua lại cây này. Thì cây này nó hơi dơ như này. Nè, anh em nhìn thấy là bụi nó bám rất là nhiều nè. Tất cả mình phe của xịt nòng súng nè, dơ bụi nè. Nha, nè, cũng có chạy cũng cho sờ. Cứng 8036 3 khúc. Cây Shimano Aigot. Sáng ít toàn thân sáng tới ngọn luôn. Đó. Thì nói chung là tiền nào có đó, anh em cây kia đẹp có bao thì 2,5 triệu nó đáng giá 2,5 triệu. Thì cây này không có bao và nó không đẹp bằng cây kia, em bán cho anh em mình giá 1,5 triệu thôi. Mã số 25 nha, giá 1,5 triệu. Cân nặng của mình là 377 g, ngọn của mình là 2,6 ly. 25 1,5 triệu nha anh em. Tiếp thì anh em mình đi cần tay nè, mấy cái phơm cần này nè. Lâu lâu mới có cây, bao cần Shimano luôn nè, cây cũng cần của Shimano luôn. Dài 7 m, có chế độ zoom luôn nha. Alpha zoom là nó sáng ít nha, sáng ít zoom 2 da. Có sờn này nè, mấy số này sờn tay nè. 7 m, zoom 6,5 m nha. Đây rút ra là 7 m. Zoom là 6,5 m tầm khoảng 5 h nha anh em. Mấy cái phôi này là siêu nhẹ nè, thu gọn có 1 m thôi. Shimano. Lâu mới có con cây đây. Nè, nó là sẵn phôi bông nha anh em. Đó, sẵn phôi bông đời mới 2 da. Nó có những cái vết sờn sượt lông mèo lông chuột như thế này, nhưng mà cái nền phôi nó bóng lắm nha anh em. Nền phôi nó bóng mới lắm. Nó là 6 x 2 da đấy và nó nguyên bản nguyên zin hết nha anh em. Hầu như là cũng không có lỗi lầm gì hết. Lâu lâu mới có con cây nè, đầu mua C360 đời mới nè. Ngọn 1,5 ly nha nè, nguyên zin nguyên bản hết toàn bộ, tầm khoảng 5 h anh em rút ra nó cũng công nhẹ thôi nha. Nói dụng cao đầu nãy, cân nặng của mình chỉ có 193 g thôi. Cái gốc của mình cũng nhỏ nữa, ngọn 1,5 ly. Cái gốc của mình chỉ có 23 thôi nè. Cây là mã số 26, bán cho mình giá 1,5 triệu nha. 8 tháng 3 này giá rất là tốt. Tiếp cho mình đây, cây này là cây siêu vàng nha anh em. Một cây tai gấp khúc siêu vàng 3,6 chuẩn cho anh em quýnh hồ dịch vụ luôn. Giá tan giá này là giá 8 tháng 3 luôn, một cây siêu vàng. Nút đồ hoàn thiện hết, tiếc cái là không có bao zin thôi nha anh em. Nhìn cái ngọn là anh em biết nguyên zin nguyên bản à, 3,6 nha, cây này cứng anh em tầm khoảng 3,5 h nha. Cây siêu vàng gấp khúc 3,6. Ngọn to nha anh em. Ngọn 1,5 ly á. Tầm khoảng 3,5 h. Cân nặng của mình là cho 84 g thôi. Rồi, cây siêu vàng này giá là giá 8 tháng 3 luôn nè. Mã số 22 bán nên mình giá 1,8 triệu. Thì mấy cái này là qua cái đợt sale là bán giá bình thường là 2,2 triệu nè. Anh em thấy 2,2 triệu. Còn cái giá người khác bán thì em không biết, mà giá mắc lắm. Tiếp theo này mình cây cuối cùng. Đây là cần tay trợ máy, cây này là VIP nha. Hôm qua anh em nào mua cây 7,2 m kia không kịp thì chúng mình mua lại cây này nha anh em. Cây này là cây 6,3 m có zoom luôn nè. Cây này hàng cũng đai qua bầu mét, bắt máy Fuji Titanium luôn anh em thấy không? Đai qua Fuji Titanium. Dòng bầu mét sóng 2 da. Cao cấp tem vàng nội địa luôn nè, cũng mới tin nè, sóng. Fan Fuji. Zoom đây, 6,3 m, zoom 5,3 m luôn nha. Một cái cần tay trợ máy anh em rút ra thẳng tắp 5 h, thẳng không cong luôn á, là cây này là thẳng không cong anh em, mới đẹp lắm, đẹp nhức nách luôn. Thấy không, sóng 2 da, định vị khoen đổ, định vị lóng đầy đủ hết luôn anh em. Đẹp lắm, nó đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Thì anh em nào mua cây 7,2 hôm qua không kịp có mua lại cái này nha, về anh em có thể cắt hết phen mà làm cần tay cũng được. Rồi, ngọn 1 ly. Cân nặng của mình là 217 g. Cây là mã số 28, bán này mình giá 1,8 triệu thôi nha. Anh thấy 2 triệu là 8 tháng 3 này, 2 triệu thì nó cũng được thôi. Nhưng mà lỡ 8 tháng 3 bớt kìm 200, bán đây mình 1,8 triệu nha. Mã số 28 giá 1,8 triệu. Đó tất cả mặt hàng hôm nay. Thì chú bác mình, anh em mình mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0919 192035 em tên nghiệp nha. Em xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.